Ghế trước mặt rồi, ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Thường tôi chỉ phục vụ phụ nữ thôi luôn á. Rồi. Rồi đẹp, không vấn đề gì. Đẹp luôn, trời ơi xuất sắc quá, ai cũng đẹp hết trơn á. Tự nhiên hai đứa đến với nhau chỉ uổng vậy trời. Hay da, đau lòng thiệt luôn. Rồi, em giới thiệu trước nè. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và chào chương trình và chào mọi người. Em tên là Thanh Phong. Thanh Phong. Dạ, tên chứng minh của em là tên Vi Mẫu. Tên trong chứng minh là Vi Mẫu. Dạ. Ủa Vi Mẫu cũng đẹp mà sao tự nhiên đổi qua Thanh Phong? Có lý do gì? Tại nó cũng có một cái lý do là tên ở ngoài thường gọi là Ngô Thanh Phong. Ừ. Còn tên trong giấy là Đỗ Vi Mẫu. Đổi họ luôn hả? Đổi dạ. Tên đổi họ luôn. Đúng rồi, tại vì cái họ Đỗ là họ của ba em. Họ Ngô là họ của mẹ em. Nhưng mà chị em có một cái em không thích nên em phải muốn lấy tên của mẹ. Nên em gắn vô cái liền và cái tên Phong của em là coi như là em không có như là em không muốn cái tên của ba em đặt. À, em không thích cái tên của ba em đặt. Dạ. Nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mối quan hệ của hai cha con không? Dạ có. À, một chút sẽ tìm hiểu bởi tôi nghi liền cái tên nhưng mà mất gì không thích tên cha đặt đúng không? Dạ. Năm nay em nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em 36 tuổi. Vậy bây giờ chị kêu em là Phong đúng không? Dạ. Phong 36 tuổi đang dạ. Làm công việc gì? Dạ em đang làm hớt tóc nam, em đang ở Thủ Đức. Ừ. Dạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở Quảng Ngãi. Quê Quảng Ngãi, vào Thủ Đức ở lâu chưa? Dạ em ở Thủ Đức thì cũng 10 năm. Mời em. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào quý vị khán thính giả. Em chào chị Cát Tường xinh đẹp và duyên dáng. Cảm ơn em. Và em chào bạn nam cùng chơi phía bên của em. Ừ. Em tên là Hoàng Phúc, tên đầy đủ là Võ Văn Hoàng Phúc. Em đã trải qua được 28 cái mùa xuân rồi. 28 cái xuân xanh, dạ. 36 hiện cái xuân xanh. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty chuyên cung ứng về máy móc công nghệ ngành may. Em thì sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại quận 8 ạ. Hiện nay sống với ai? Dạ em sống với nội. Ồ, vậy thì ba mẹ đâu? À thực ra thì em sống với nội quen thôi. Thực ra mẹ em thì cũng ở gần đó. À. Nhưng mà ở với nội từ nhỏ tới lớn nên là người ta nói mà ở lâu quen hơi. À. Nên là em sống với nội, em thấy thích nội. Được, ở còn nội. Ba? Dạ ba em thì mất cũng được 20 năm rồi. Ồ, mất 20 năm rồi. Dạ. Rồi, ok em. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thì theo mọi người đánh giá thì em là một người vui tính, hoạt bát, dễ gần, nấu ăn thì hơi khá một chút. Em thì việc nhà nội trợ thì tương đối ổn. Rồi. Còn điểm yếu thì em có hay bị não cá vàng. Đôi khi em quên một cái món đồ gì đó, em để đó 5 giây sau làm lại quên. Nhưng mà có những chuyện em lại rất là nhớ rất là dai. Người ta nói em có cái tật là nói hơi nhiều. Nhưng mà không phải là dạng mà nói quá nhây rồi dạng cái cầm ràm. Nhưng mà nói nhiều một chút thôi. Rồi, những cái đó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Có tật xấu gì không? Có lẽ là chắc em hơi bừa bộn một xí. Ủa sao tự nhiên bếp núc hồi nãy giờ giỏi trơn rồi tự nhiên là... mà bếp núc làm việc nhà thì làm sạch sẽ nhưng mà lại bừa bộn nên là em nó hơi ngang trái chỗ đó là như vậy. Bài ra rồi ai dọn? Em dọn. Phòng em bừa bộn lắm. Tức là em ở không gian chung á thì em sạch sẽ nhưng mà phòng em thì rất là bừa bộn. À ở ngoài thì như phòng khách vô dạ. Phòng như chuồng heo. Dạ. Nó giả luôn hả? Nhưng mà nó chuồng heo thôi nhưng mà thấy cảm thấy mà nó gần gần cái chuồng heo là phải dọn liền. À rồi, nghe diễn tả vậy thì thấy sao? Một người bừa bộn thì ở với một người gọn gàng thì họ sẽ chỉnh nha. Ý là em nói em là người gọn gàng hả? Dạ. Rồi đâu, điểm mạnh điểm yếu của em là gì kể chị Tường nghe. Điểm mạnh của em thì vui vẻ và dễ hòa đồng với mọi người. Ừ. Còn điểm yếu của em là khi buồn là em hay tự kỷ một mình. Tự kỷ là em làm gì? Là cũng như là em muốn ở trong nhà, không muốn gặp ai cả. À. Rồi hai nữa là em sẽ đi ra ngoài với một mình thôi, tìm một cái quán nào đó em ngồi. Có nói lẩm bẩm mình không? Không. Em đâu khùng chị. Chỉ ngồi một mình. Dạ. Em nói vậy là sai. Em đừng nói từng khùng là em xúc phạm. Chị nói cho em biết luôn nè, nghệ sĩ nè, chị nè, buồn quá ngồi nói chuyện một mình. Chị Cát Phượng cũng vậy đó. Em chị là ông theo dõi trên mạng rồi. Chị Cát Phượng là nhiều khi buồn về ngồi cái ngồi nói chuyện với ông Địa, thằng Tài. Có nghĩa là có những người đó là những dấu hiệu là cũng tự kỷ và trầm cảm đó. Có nghĩa là mình cảm thấy không muốn chia sẻ với người ngoài. Chị nói chuyện mình hoài gì? Trời ơi, khùng mà đẹp được như tôi à? Không, em không nói là em nói chị khùng. Ừ. Vậy là em nói là em không có phải em khùng đi có chơi. Có nghĩa là vui mới đi chơi. Dạ. Buồn một mình. Dạ. Đúng rồi. Em sao vui đi chơi buồn mình còn em thì là thích đi chơi lắm chị. Em buồn thì em cũng đi chơi. Dạ em mà ở nhà mà chắc gọi là mà kia em ở nhà mà chừng 30 phút mà ở không mà không làm gì là em chắc em xỉu á. Có nghĩa là em người thích ra ngoài. Mà dù mà em nói thật sự nếu mà cái bạn mà quen em là em lại muốn khười đi chơi hết trơn. Khười đi chơi. Nhưng mà đừng có cho họ sống trong một cái vỏ ốc hoài được. À, nhưng mà vui đi chơi thì nói chuyện rồi buồn đi chơi thì sao? Buồn đi chơi để em nói.
Không mà em á, nếu em buồn thì sao? Em cũng nói đó chị. Ồ vậy hả? Em buồn em càng nói nhiều hơn em vui. À vậy hả? Dạ. Em nói riết rồi bạn em nó cảm thấy mày nói xong rồi tao không biết tao mày buồn hay mày đang vui. Thôi vậy cũng được, lạc quan trong cuộc sống. Dạ, tại vì mình em muốn là coi như là trút nó ra, đừng bỏ trong lòng. Đúng. Tại bỏ trong lòng nó sẽ gặm nhấm mình, đến lúc mà mình không chịu nổi nữa là mình đâm ra mình không còn kiểm soát được. Đúng luôn, đó là chủ nghĩa cá nhân, có nghĩa tôi buồn, tôi vui tôi phải trút ra. Ai hốt hốt, còn tôi trút cho tôi khỏe cái đó. Bạn em mới sợ em gọi đó. Đó, thằng cứ gọi là em gọi nó là nó sợ em rồi, có chuyện rồi đó, vui buồn thấy không chưa? Biết. Bởi vậy em làm sao qua chương trình này nữa, bố em gọi điện mấy bạn em cắt máy trơn không ai nghe luôn. Khổ tâm, đáng nghe nghe cưng. Nhà này dễ thương lắm luôn nè, giờ vô chuyện tình yêu nè, đó giờ mấy mối tình rồi? Qua bốn mối. Bốn mối? Dạ. Mối nào sâu đậm nhất? À, mối thứ hai. Mối thứ hai, quen nhau bao lâu? À, 3 năm. Ba năm mấy, từ khi người đó mới bắt đầu đi học năm nhất. Ừ. Rồi đến khi mà người đó ra trường, xong rồi người ta đi làm, rồi có nhiều mối quan hệ, rồi người ta có nhiều sự lựa chọn. Mà lúc đó quen nhau là có sống chung với nhau không? Không, tụi em không sống chung. Không sống chung. Là cũng lâu lâu thì cuối tuần thì người đó qua em chơi rồi ở lại. Rồi xong rồi thứ hai là người đó về đi học. Là người đó cách em là quận 12. Không có bao giờ tụi em gặp lại nhau không? Từ ngày chia tay là không bao giờ gặp lại không nhau. Không bao giờ gặp lại nhau. Có thỉnh thoảng một lần hay là em có gọi điện để em hỏi thăm về cuộc sống, công việc. Rồi người yêu thì người đó cũng có bồ. Ừ. Thì em hỏi cái hạnh phúc nữa là hạnh phúc như là nếu em hạnh phúc là anh vui rồi. Trong mối quan hệ của tụi em á thì em là giữ cái vai trò gì? Em là vợ trai chồng. Vợ chồng? Dạ. Ngược lại là vợ. À, có sen được không? Dạ không. Em tôi thì... mới tìm hiểu, tôi mới biết, tôi phải hỏi có sen được không? Em là hơi bị rõ ràng. Trên là trên. Dạ. Chứ không có bị lưng chừng. Em thì sao? Em thì sẽ muốn mình đóng vai trò dưới hơn nhiều hơn. Nhưng có bao giờ mình tức là em thấy này là chị ở trong chuyện tình cảm á, khi em quen một cái bạn đó thấy nhỏ tuổi hơn em thì em có thấy em gồng lên được chị. Rồi. Nhưng mà trong cái chuyện tế nhị thì nó đáp ứng được nên là cũng không thích. Em muốn là nó trọn vẹn luôn. Là vậy là cũng đã từng phải gồng lên rồi. Dạ, gồng nó bị đứt. À, gồng nó bị đứt là dễ thương, rất là thiệt tình, gồng nó bị đứt ha. Ờ thì là hiểu rồi đó. Càng ngày tôi càng hiểu biết về cộng đồng LGBT chứ. Dạ. Tới tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì em trải qua 3 mối tình. Trong đó có 1 mối tình đơn phương và 2 mối tình là song phương. Đơn phương là sao? Mối tình đơn phương là một mối tình mà để lại cho em một cái dấu ấn nhiều nhất. Hồi đó em xấu lắm. Mặt em mụn rỗ này nọ lắm. Sao giờ đẹp vậy? Để em kể. Em quen một cái bạn nam đó là trai thẳng. Bạn học cái lớp sát bên em. Em dụ người ta phải không? Nói chung là hai đứa cũng quen thân. Nhưng mà bạn ấy là nằm trong top 10 bạn nam đẹp nhất lớp. Ừ. Mà lúc đó em nghĩ là em quen được một cái bạn trai mà đẹp nhất lớp nữa. Mà em lúc đó là em mới vào ngành nè chị. Ngành gì? À giống như là vào ngành đây lắm, như là em mới bước vào cộng đồng LGBT là à, mình vào ngành. Trời ơi, rồi vào ngành. Lúc đó thì hai đứa cũng chơi thân với nhau lắm. Đi ăn cũng đi ăn chung, đi chơi cũng đi chơi chung. Nhưng mà bạn nó nghĩ em là một bạn trai bình thường. Dạ đúng rồi chị. Rồi, tức hiểu. Là thân hơn mức bình thường. Rồi. Thậm chí là đi mua quần áo chung, thử đồ chung. Vậy mà em là bạn nó thẳng. Bạn ấy nói chung là trong cái cử chỉ bạn nó rất là thẳng luôn, không có khái niệm gì mà gọi là thích con trai hay kiểu yêu đương. Mắc mới gì mặc đồ chung với nhau có không? Nào hai thằng em nói là mà. Đi mua đồ chung á chị. À, đi em mua mặc đồ chung, mặc đồ đôi. Rồi có khi thử chung đồ á, như là hai đứa là nhiều khi cái chỗ đó đông quá thử chung đồ. Rồi cuối cùng khi quen nhau như vậy, thân như vậy thôi, nhưng mà bạn ấy không có biết nghĩ em là trong tâm bạn ấy không nghĩ em là thích bạn đó. Chỉ là hai đứa bình thân bình thường thôi. Cái một thời gian em bắt đầu thấy bạn ấy có những cái đăng những cái dòng trên Facebook á là đi chơi một bạn nữ, bắt đầu em ghen. Mà em ghen ở đây là em không biết, mình không có ghen chính ngôn thuận được. Tại vì mình đâu có phải là người yêu của bạn đó đâu. Đúng rồi. Mà càng thấy bạn ấy mà đi chơi, bạn ấy mà đăng lên là em nóng độn lên. Nhiều khi em tối em ngủ không được chị. Em nóng đến mức độ mà bạn ấy đi chơi, em biết bạn ấy đi chơi bạn nữ đó rồi, em gọi về chứ bằng được. Em nói em đang bệnh sắp chết rồi gì đó. Em nóng 39-40 độ rồi, giờ sản rồi, không còn khả năng gì nữa, về cứu liền, mua thuốc liền. Rồi nó có về không? Thì thật sự là bạn ấy cũng có về, nhưng mà về thì lúc mà nhắn tin là 1.5 tiếng sau mới về. Ừ. Cái lúc bạn ấy về xong cũng mua thuốc giảm sốt cảm, là lúc mà em nhớ là 11:30 rồi. Ừ. Cái em thấy em đi ra bình thường nè. Em nói ông đi đâu đó? Nói tôi đi chơi ai? Em nói chung là em hỏi như là mình đang ghen đó. Nhưng mà em cũng không biết là nói sao mà để mình thấy cái cơn ghen mình ra. Thì tới một cái mức độ nào đó thì em cũng không có kiềm chế được nữa, em muốn bộc bạch mình luôn. Thì cái hôm đó là bạn ấy đi chơi Cần Thơ với bạn nữ đó về rồi. Trời ơi, xong rồi. Trời, em nóng lắm á chị. Em nóng lắm nha, nó về là khoảng 6 giờ. 6:30 nó dậy mới kịp tắm, em nói
đi ăn với tôi đi. Nó hơi mệt quá rồi, ăn không làm biến đi ăn lắm. Anh đi ăn đi, có chuyện nói gấp lắm, quan trọng lắm, không nói là không được, chết đó. Hù hoài, hâm dọa hoài, nó sợ. Thì nó nghĩ em bạn thân mà, xong rồi cái nó mới chở em đi ăn, xong rồi cũng hai đứa đi ăn, ăn lẩu rồi uống sinh tố đầy đủ. Ừ. Xong là 11 giờ là chở em về nhà. Trời ơi, cái gì mà từ 6 rưỡi tới 11 giờ chưa vô đề nữa. Em không biết nói gì mà em tức, lúc em tức làm gồng mà. Em nói chết mà giờ mà nói chắc thì có bún nó luôn á. Rồi nó có bạo lực quá. Nóng quá mình chèo dưới nó bạo lực quá. Tại vì lúc đó mình chỉ biết mà dạng ghen mà. Rồi cuối cùng sau đó cái em về mới nói, cái em mới nói tôi có chuyện cần nói với ông. Là 11 giờ đêm rồi đó. Dạ 11 đêm trước cửa nhà em rồi. Luôn, cửa nhà nội em luôn. Nói tôi yêu ông vậy đó. Trời ơi rồi nhỏ. Nó đứng hình, em nhớ đứng hình khoảng 5 phút chị. Ừ. Nó nhìn em nó trưng trưng như nè. Xong nói ông nói đủ chưa. Em tưởng là nó phải nói em không mà nó không nói. Nó đi về. Rồi em nhắn tin nó cũng không trả lời. Nó không khóa số nhưng mà em nhắn tin không trả lời. Ngày hôm sau đi học cũng né em nữa. Ừ. Rồi coi như một thời gian đó là bạn ấy tránh em luôn. Ừ. Lúc đó em sống trong cái sự trầm cảm chị, thì cái tình đầu mà nó đẹp mà. Sau đó rồi cái em buồn quá, em biết nói ai mà chị, em nói lúc đầu đó em phải nói chị một người đó. Em mới lôi mẹ em ra em nói. Trời em cơ mau luôn. Trời ơi. Em nghĩ trước đầu là kịch bản là chắc mẹ sẽ lồng lộn lắm mà giận lắm á, chửi đủ thứ chuyện, em sợ kịch bản hết trơn rồi. Em sẵn sàng chịu đựng luôn, chấp nhận nhưng luôn. Nhưng mà cuối cùng không xả rồi đúng không? Đi học. Sao vậy? Mẹ em bình thường. Vậy là trước đó chắc mẹ em có đoán trước thì mẹ rồi. Có đoán nhưng mà tức là mẹ không có thể hiện hành động thôi. Rồi lúc đó mẹ có an ủi em, dỗ về em gì không? Nói chung cũng em cũng nói tiền tình cảm này, mẹ nói ừ thì giờ mẹ không thích, nó không thích mày thôi thì giờ duyên không có thôi. Em tưởng lồng lộn lắm, cuối cùng hôm đó em bị trớt. Em tưởng làm kịch bản em soạn sẵn rồi em bị trớt. Kịch đúng không mà cuối cùng ra hài kịch. Nó vui. Vui. Mẹ em bình thường, mẹ em cười bình thường, cười vui vẻ lắm. Ủa vậy hả? Rồi từ đó sao là mẹ em... lúc đó thì em bắt đầu em quyết tâm em làm đẹp. Em nói là bây giờ cũng làm đẹp nữa. Rồi sao? Bắt đầu em về em tìm đủ mọi cách. Em đắp dưa leo, em đắp chuối, đắp chanh. Thứ trái cây gì em cũng đắp hết. Em đắp nhất mà lúc đó nó bị dính. Thì không biết. Sau này khi mà em có quen một cái chị bạn, chị hay lấy mỹ phẩm Hàn Quốc về á. Thì em có những xài những cái mẫu Hàn Quốc á, em xài tới bây giờ. Có dao kéo gì không? Dạ không. Cho trái cây thôi đó phải không? Tự nhiên luôn. Rồi mấy bạn gái mà muốn đẹp thì hãy học hỏi bạn ấy nha. Cứ theo bạn ấy coi sử dụng cái gì. Nhưng mà vừa đừng để tới hồi mà mặt hư luôn nha. Sao em nghe chuyện tình của em anh thấy sao? Anh thấy nó bình thường mà, tại vì... Sao tụi em cứ mẹ tạt nước vô bản của bạn rồi, bây giờ em tạt nước cho bạn nữa. Tại vì những cái câu chuyện của bạn này kể đó, thì em đã từng nghe rồi. Nhiều đứa kể, em yêu đơn phương người đó như vậy đó. Cái em mới ngồi ngược lại em rồi. Ủa tại sao mắc mới gì mình không tìm một người giống mình yêu, mình phải yêu trai thẳng chị cực vậy? Chị cực vậy ha. Đúng. Cái nó kêu, hồi đó nó đâu không biết. Tại nó chỉ là nó thích theo cái trái tim thôi. Đó. Không biết ta thẳng hay cong gì đâu. Dạ. Tính đâu cũng tính vuốt vuốt cong ta. Bởi được mà em được có nghe gì nhiều lần rồi em cũng bình thường. Câu hỏi cuối nè. Cái bạn trai đó rồi bây giờ có sau đó có chơi lại với em không? Khoảng gần 6 tháng sau thì vẫn nói chuyện là bình thường. Lúc đó là cảm xúc em không còn nữa chị. Còn bây giờ vẫn là hai thằng bạn thân thôi, bạn thân thôi. Bây giờ em nếu mà nói thật sự ra bây giờ với cái giao diện em bây giờ thì em nghĩ là em đủ tự tin để em quen bạn đẹp hơn được. Nhưng mà cái bạn đó vẫn là thẳng đúng không? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này bạn ấy vẫn là thẳng. Chúc mừng em. Vui, câu chuyện vui. Thôi bây giờ muốn tìm một người bạn đồng hành với mình là người như thế nào? Em cũng không còn nhỏ nữa thì em cần một người đó là chín chắn trong cuộc sống. Quen một thời gian cảm thấy mà hợp thì tụi em sẽ có một cái đám cưới hoàn hảo. Ồ, là em vẫn mong muốn được một sự công khai, được sự chấp nhận của gia đình, của xã hội, đúng không? Quan trọng là bên gia đình bên kia chấp nhận tụi em. Rồi. Ủng hộ từ gia đình. Ok. Dạ. Em thì sao? Em cũng đồng quan niệm với bạn trai bên đó. Em sợ gì nữa, mẹ em chịu rồi, em sợ gì nữa. Với em thì khi mà em đến với chương trình em rất là nghiêm túc. Em muốn là tìm một mối quan hệ cũng nghiêm túc. Và cuối cùng là đi tới một happy ending. Tức là phải có đám cưới. Bởi em quan niệm rằng là dù ở là nam với nữ hay là nam với nam hoặc nữ với nữ cũng vậy, kết hôn nó là một kết quả của tình yêu đẹp. Và thứ hai nữa là em muốn là cùng nhau để mà gây dựng gia đình, cùng nhau làm để mà chung đắp xây cái gia đình đó. Em tìm đối tượng là đừng có quá là keo kiệt, đừng có quá là gia trưởng, với lại men hơn em một chút. Men hơn em nhiều. Dạ. Trong này anh nào men nhất chị gả cho em. Nhìn cho kỹ nha, bốn mắt là phải nhìn rõ hơn hai mắt. Anh nào men nhất chị gả cho em. Thấy nhiều anh đẹp quá. Trời ơi, thôi vừa vừa thôi cưng, bớt bớt lại cho người ta sống với. Em nghĩ anh này với anh này. Tại sao chọn anh đó? Em cảm nhận cái miệng, biết là cái giọng nói nó khớp khớp. Quá
giờ chị gả em cho ảnh, em chịu không? Nếu mà ai giờ chị gả em cũng chịu. Sao vậy? Sao em nói bây giờ em tự tin về cái giao diện của em đó mà sao em... Thì bây giờ là anh này là ảnh phù hợp với giao diện của em rồi. Đâu, bây giờ chị gả em cho anh này em chịu không? Chịu. Rồi gả cho anh này chịu không? Thôi chọn một anh thôi, chọn anh nói em là... Thì đó, em mới nói sao về gả ai cũng chịu, bây giờ gả anh này là chịu chị không? Chọn cho em hai, một trong hai anh này thì em được chịu, nhưng mà không phải lấy cả hai được. Sao lấy được cả hai? Tham quá. Giờ anh này lấy không? Dạ lấy. Rồi, nhìn nó đi, chờ nó đi, có chưa? Em nghĩ là bạn này. Tại sao lại nghĩ bạn đó? Sao tròn tròn tròn. Giờ chị đem về gả cho em chịu không? Thì tụi em gặp nhau thì cảm thấy mà hợp nhau qua nói chuyện. Hiểu rồi, thấy chưa, người ta lớn tuổi hơn mình, người ta chín chắn, người ta đâu có bợp chợp như em. Thứ gì mà mới nhìn trai đẹp cái chưa có rủi mở mặt ra, nó không phải giống như hình. Hình chỉ là cái gì đó nó ảo thôi, rồi làm sao? Em có biết bao nhiêu người hẹn hò nhau qua mạng, gặp nhau ở ngoài thất vọng tràn trề đi về tự giận luôn không? Không chị, em thường thường mà em nhìn qua hình á là em trừ cái nhan sắc đó, em trừ khoảng tới 40% em ra nhan sắc thiệt chị. Em đã trừ 40% rồi đó hả? Trời, cái tiêu chuẩn không phải, tại vì bây giờ là em muốn có chồng, muốn có chồng lắm rồi. Sao vậy em, giao diện mình ok? Không phải tại chị, tại vì cái độ tuổi em bây giờ em nghĩ nếu mà trong tương lai nói này em cũng phải già thôi. Trời ơi, mới có 26 tuổi hả? Dạ em 28 rồi. 28. Người ta nhiêu biết không? 30 mấy rồi người ta còn chưa sợ ế nữa. Nhưng mà 30 mấy miễn sao còn sức là được rồi. Thôi, chị nói không lại cưng nha. Chị gả nó cho cưng được rồi, chị mệt lắm nhưng mà em chịu khó nha. Em phải chịu nghe nó nói. Kệ, vui em, vui, vui giống như nghe nhạc vậy đó. Cái này là nếu mà em lấy về là em phải mua thêm máy, chị. Máy gì cưng? Trợ tim chị. Được, chị thấy được đó. Mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chị xem coi hôm nay hai bạn chọn đúng không. Nhìn đi. Đó. Chào em. Vậy là em chọn đúng rồi đó chị. Đúng rồi, anh cũng chọn em đúng mà. Tặng em món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà. Tặng em món quà. Có đẹp không? Ừ, đẹp không bằng em đâu. Dạ, em có một cái món quà này nó đi qua cái bao tử. À, cảm ơn em nhiều. À, cái này là tự tay em làm. Nó cũng đơn giản thôi, anh mở ra đi. Mở ra, anh mở ra, ngồi xuống mở ra ăn liền chứ trời ơi. Thiệt tình. Trời ơi, cháo. Em xin giải thích luôn là cái món cháo là cái món cháo hành. À, ngày xưa em đi học văn học là em cái món cháo hành này là món cháo hành giữa Chí Phẹt và Chị Nở. À, cái món cháo hành này nó mang ý nghĩa là một cái tình yêu. Tuy nó hai người là xấu đều như nhau nhưng mà nó thể hiện cái tình yêu, cái sự chăm lo của hai người. Hành ở đây là nó đại diện cho sự thơm nồng. Nhưng mà sao hôm nay có thêm thịt chứ Phèo không có thịt? Không, để em nói thêm, tại vì giờ em với ảnh đẹp quá nên là thêm thịt. Chị biết mà chị hỏi thôi cho chị đoán được liền. Cái món thịt kho tiêu á là nó mang cái tính chất là mặn và cay. Hai cái món này kết hợp với nhau, em muốn là trong cái tình yêu á lúc nào nó phải là cái sự nóng bỏng, nó không có nguội lạnh được. Thứ hai nữa là phải có sự thơm nồng trong đó, có sự quan tâm ở trong đó. Khi mà về sống chung với nhau á thì khi nào em đi làm về em sẽ nấu cơm cho chồng. Trời ơi, nhỏ thâm thúy ghê vậy mà không chịu lấy thì tôi gả cho đứa khác á nha. Lấy không? Chưa mà chị. Cho cái muỗng ăn thử miếng đi cưng. Trời ơi, rồi. Được mà em nấu nó cái nêm nếm nó hơi lạc một xíu. Ăn kèm với thịt mà em, phải thịt vô. Thịt thì ok. Dạ. Cháo thì nó hơi bị nhạt. Nhà một cách như là nêm không có được điều tay. Không, em muốn là cái vị cháo nó tô đậm lên cái vị thịt đó. Nên em phải nêm nó nhạt như vậy. Giống như cháo trắng vậy đó. Còn cái này là cháo có thêm hành thôi, có nêm nếm gì đâu. Tại cháo ăn với thịt. Em là người miền Tây nên em nêm nếm nó hơi ngọt, nên là không biết có vừa miệng hay không thôi. Không, anh người Trung nhưng mà anh là thích ăn cái vị của miền Tây, là anh thích ăn ngọt. Anh không thích ăn vị miền Trung. Okay. Bây giờ chấm điểm cho tôi đi, thang điểm 10 nè. Chấm nhiêu nè? Này là 8 điểm. 8 điểm. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến giờ ăn luôn rồi. Chúng ta cùng sẽ thưởng thức thêm nữa những món ăn của nhà hàng Phiêu Mự. Rồi, mời hai em thưởng thức món ăn rất ngon, rất đặc biệt của nhà hàng Phiêu Mự. Đây là món bò gawil ăn với bánh dày Nhật Bản. Thôi hai bạn ăn rồi nói chuyện. Ủa là vàng mình có ăn được không chị? Ăn được luôn đó, ăn em luôn. Hãy dọn ra ăn là ăn được hết. Nha cưng, ăn vàng đẹp da mặt. Dạ. Chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Hai bạn ăn uống ngon miệng và tâm sự với nhau nha. Mời em. Qua giọng nói á, thì anh không nghĩ mà em dễ thương. Nhưng mà khi mà rút tấm ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Nãy em có nghe nói là mình quen nhau á, em thì cũng đồng quan điểm anh là đi tới một cái sự kết hôn. Cũng muốn là có một cái gì đó nó nghiêm túc. Thì anh cũng muốn đến đây á, để tìm một người. Chỉ cần người đó là cũng như là cho anh một cái cảm giác được tin tưởng, và anh sẽ là cho người đó một
một cái niềm tin và cái hạnh phúc lâu dài. Anh chỉ sợ là em còn trẻ thì em cũng có những mối tình khác, giống như là thay đổi cuộc sống lại. Tức là bây giờ yêu một người chán quá thì bây giờ mình có thể, tại vì em còn quá trẻ. Tại vì anh em thì quan niệm thế này, trong cái cộng đồng này thì đương nhiên thì quen thì nhiều đối tượng lắm, nhưng mà để mà đi đến một cái kết thúc mà nó vui vẻ cũng giống như là một cái sự kết hôn á thì rất là khó. Em quan niệm nó giống như là một cái cuộc trò chơi vậy đó, mình phải tìm một cái mảnh ghép phù hợp nhất của chính mình. Em thì quan niệm là khi mà về với nhau là cùng nhau để xây dựng lên cái gia đình nhỏ đó. Em cũng không cần là, nhiều khi em cũng đừng nói là anh phải ở có nhà ở Sài Gòn hay không, cái chuyện đó thì sau này lấy nhau về mình sẽ tính tiếp. Đương nhiên thì cái đó là cái định hướng mình phải hướng tới, và đầu tiên là mình phải ổn định về mặt tài chính trước. Quan niệm của em là em không có dạng sống phụ thuộc về tài chính. Thí dụ hai người sống chung với nhau thì có những cái khoản chi chung thì mình cùng đắp xây vào đó, chứ không phải là kiểu như dạng như mà lợi dụng này nọ, anh phải mua cho em cái này cái kia, là em không có. Nếu mà một người lợi dụng thì không bao giờ có một cái tình cảm lâu dài được. Nếu mà hai người mà sống theo kiểu mà bình đẳng thì nó sẽ có một cái kết cục là bền. Thời đại bây giờ á, em biết không, ai cũng đi làm hết. Anh cũng đi làm, em cũng đi làm, ai cũng làm ra tiền. Thì ví dụ nếu mà bạn bè đi chơi chung với nhau thì nó khác. Còn ví dụ yêu đương, hôm nay em trả là ngày sau anh trả, đó là chuyện đương nhiên. Đúng anh. Anh cho người yêu anh cái gì từ tấm lòng của anh, tự nguyện. Đừng bao giờ đòi hỏi anh bất cứ một điều gì thì cảm thấy là anh bị tụt cái tình cảm anh xuống. Cho dù người đó không đòi hỏi anh có thể cho hơn người những cái thứ người ta đòi hỏi. Tại vì mình thương, nhưng mà mình cho từ tấm lòng giống như là mình. Chứ đừng nói anh ơi em thiếu cái này, anh ơi em thiếu cái kia. Mấy cái đó thì anh cái đó anh yên tâm đi, em không có chuyện đó. Nhưng mà em có cái này nè, tức là em thì rất là thích đi ra ngoài, nên là lâu lâu là một tuần á, anh có thể dành cho em bao nhiêu buổi để đi chơi? Anh thì làm công việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thì anh chỉ sợ là em làm văn phòng thì chủ nhật mới nghỉ, nhưng mà thứ bảy chủ nhật anh không nghỉ được. Thì anh chỉ rảnh buổi tối. Thì buổi tối thì em lúc nào em cần thì anh sẽ có đó. Không, buổi tối thì em vô tư anh. Thì đó chỉ là có ban ngày thôi. Chị nghĩ là cuộc đời em lúc nào em cũng vô tư hết trơn, chứ không phải chỉ có buổi tối em mới vô anh tư. Anh đi xuống từ giờ nào cũng có em lúc đó, cũng có mặt em hết trơn. Vậy đó hả? Ở nhà em ở đâu là? Nhà em ở quận 8. Ở quận 8. Mà xa anh không? Nghĩ từ Thủ Đức xuống quận 8 luôn. Em ở khúc cầu Chánh Hưng á. Anh cầu chi chứ không? Cầu Chính Hưng là đi đường... Nếu mà anh đi xuống thì anh đi đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Văn Kiệt là... Anh tới cầu Nguyễn Tri Phương là qua cầu đó là tới nhà em rồi. Cũng không xa mà cũng không gần. Tầm mười mấy cây. Chịu khó đi anh. Lành quá nè, ảnh không xuống được thì em xuống thăm ảnh. Thì có vấn đề đó thì nếu mà hai người mà đã thuận nhau rồi thì nó có không cần thiết mà xa hay gần nữa. Để yêu nhau là không cần thiết sao nó tiết kiệm thời gian. Ví dụ mà bữa nào anh bận thì em sẽ chạy lên. Chạy lên anh đi chơi. Bữa nào mà anh rảnh thì anh chạy xuống với em. Quan trọng em ngồi sau lưng anh được rồi. Nó không định chạy luôn đó, nó chỉ đại chạy một lần xuống ở luôn, khỏi về luôn cho nó lẹ. Anh nói cái này thì em đừng buồn. Em sẽ giảm bớt cái đồ nói của em. Ví dụ cái nào cần nói thì mình nói, chứ đừng ví dụ đi những cái chỗ đám đông thì mình cái nào mình cần nói còn không nói thì thôi. Đừng bao giờ mà sẵn ra thì người ta họ đánh giá thằng nó sẽ đẹp mà nói nhiều quá đó. Nhỏ này được cái rất là thiệt tình luôn, nãy giờ nói thẳng thắn dễ sợ luôn. Nếu mà tôi gái mà nãy giờ ngồi nói vậy chắc tôi đứng dậy tôi đi về tôi khóc rồi. Nãy giờ mà bé nãy vẫn cười tươi luôn. Không, em thích cái chữ thẳng đó. Thẳng quá, cái này thẳng quá. Bữa nay em ấy đi có dẫn mẹ đi theo để mà muốn bắt con rể, mà nghe con rể thẳng quá, tôi nếu là mẹ tôi cũng nhột nữa, tôi để mẹ thẳng vô thẳng nói chuyện. Em dễ thương chị chưa biết thẳng với em thiệt tình. Thiệt tình phải không? Chứ không phải là kiểu thẳng mà thẳng giả tạo. Hôm nay em đi với ai? Em đi với bạn em, hai đứa bạn thân. Rồi mời hai đứa bạn em vô luôn. Dạ con mời cô vô ạ. Cô ơi. Dạ chào cô. Dạ. Nãy giờ con ngồi ngoài cô nghe cái cuộc trò chuyện của hai bạn này thì cô thấy có nhận xét như thế nào hả cô? Theo như cô nhận xét thì thấy thà là cái gì thẳng thắn mình nói từ đầu thì nó mới ấy, chứ đừng có giả dối. Cô cũng mong hai đứa có cơ hội bấm nút. Cô thấy hợp hả cô? Hợp. À, nhỏ ở nhà nó cũng nói nhiều dữ vậy đó hả cô? Không biết buồn là gì hả cô? Không, nó lúc nào con người nó cũng vui vẻ chứ. Mà cô cũng la hoài, nói cái gì con tiết chế là bớt. Hơi tăng động cô ha. Đúng nhưng rồi. Mà nhờ vậy sẽ lan tỏa được những năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ai ở xung quanh bé này không có buồn. Không có buồn. Mà không buồn là thấy trẻ rồi. Chào cô. Thì hôm nay con tới đây á, thì con cũng cảm ơn cô đi chung với em. Thì con cũng muốn có cơ hội. Đúng rồi. Thì để được cùng em và đi đến một cái cục tốt đẹp. Và cũng muốn được làm con rể tương lai của cô. Đúng rồi. Con không biết là cô nhìn nhận con như thế nào.
Thì cô nhận xét con á là cái tánh của con á với cô á là cũng là một tánh. Cái kiểu như cái gì mình nói là mình nói thẳng ra để cho người ta nhận biết, chứ đừng có mà ấp úng là cô không có chịu. Nếu mà con không làm con dễ làm con cô cũng được. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi. Con rất là thương luôn á. Cô nói nè, nếu con kiếm được người chồng được, kiếm một đứa con cho cô nữa cũng được. Trời ơi, thấy thương dễ sợ. Có mà mẹ nào mà tuyệt vời như mà mẹ này đâu trời. Ủa hồi nhỏ, hồi đó nhỏ cam mau với cô không có cứ bàng hoàng sửng sốt gì trơn hả cô? Không, không. Lý do? Lý do là tại vì trời sanh ra cái tánh như vậy, cái lòng như vậy là phải như vậy thôi. Là cô biết em nó từ nhỏ luôn hay là lúc nào cô mới phát hiện? Nói là nói chung ra là cũng biết sơ sơ thôi mà không có nghĩ. Rồi Phúc đó, nó mới tâm sự với mẹ. Giờ tuổi Phúc sợ mẹ la, nhưng mà thật chất là mẹ không có la. Rồi, mẹ còn động viên nữa, mẹ nói nếu mà con chơi như vậy là như vậy thôi. Tuyệt vời, những bà mẹ nào mà cũng vô cái trường hợp con mình như vậy thì thôi hãy chấp nhận con khi con come out để tạo thêm cái động lực cho con sống và phấn đấu trở thành một người tốt, người có ích cho xã hội. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ hai bạn trẻ bên đây, nãy giờ em là cái gì của anh Phong? Dạ, vừa là em vừa là bạn anh Phong, bạn thân. Hôm nay ngồi nhận xét cái cuộc nói chuyện này thì tụi em có cảm nhận như thế nào về cặp đôi này? Bạn bên đó thì em thấy là tăng động thiệt. Tăng động thiệt hả? Anh Phong thì nãy giờ là anh sống, nói chung là anh thật thà, thật lòng, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà có cái hơi nội tâm. Hơi nội tâm nên đâm ra là ảnh cần một người ví dụ giống như bạn Phúc có thể làm cho ảnh vui được thì cũng là tốt. Vậy là hợp. Tự một người trầm với lại một người mà tăng động thì nó ok, nhưng mà có thể là giảm bớt xuống. Rồi biết rồi, cái đó chị sẽ nói. Được rồi, em gái có ý kiến gì không? Dạ em cũng thấy vậy. Rồi cảm ơn hai bạn. Dạ con cảm ơn cô nha. Chúng ta chờ xổ số coi hai bạn này có đồng ý về chung với nhau không nha. Em trai thể hiện tài năng nói nhiều, hát phải hay nha. Thì đến đây em cũng chuẩn bị một bài hát. Em hát bài Miền Tây Quê Tôi. Rồi. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn vương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rạch miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Trời ơi, em mà nói em không lấy một cái chị gả cho người khác liền. Hồi nãy trong tấm hình của em á là chịu hai ba người luôn á, quá dễ thương luôn. Sao em buồn được, đi làm một ngày mệt mỏi về áp lực quá, tắm rửa ra nghỉ ngơi nằm nghe nhỏ hót thôi là cũng vui rồi, đúng không em? Hạnh phúc nó chỉ là những điều rất là đơn giản, nhưng mà nói nó cũng bớt lại chút xíu nha cưng nha. Dạ. Để dành cho người ta phát biểu cảm xúc với nha, không? Rồi giờ hai bạn nắm tay nhau một cái đi nè. Anh lạnh nha, phải bắt tay nha. Em lạnh quá. Rồi. Lạnh thì làm sao cho người ta nóng, hiểu không? Rồi bây giờ nè, đặt cái tay vô nút bấm này, suy nghĩ cho kỹ, đừng nghe mọi người kích động. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút là hốt về, không đồng ý buông tay ra tôi gả, tôi kiếm người khác cho, đừng lo. Tụi em đẹp mà. Em nói nãy em nói với cái giao diện này của em sợ gì ế? Đúng không? Chuẩn bị tinh thần đi. 1 2 3 Mời hai bạn về cùng một phía, về cùng một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta bấm nút hẹn hò. Rồi, vô rạp phim hôn nhau nữa nha. Vô, đây là vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Kính thưa quý vị. Alo, anh nghe rõ em không ạ? Nghe rõ ạ. Rồi, anh giới thiệu bản thân giùm em đi. Em cảm ơn. Ở đây mưa to á. Anh tên là Trần Châu Vương. Hôm nay sinh ngày mà sinh năm 1989. Rồi hiện tại mình làm nghề nghiệp gì, mình ở đâu vậy anh? Hiện là đang làm nghề tài xế. Tài xế đó mình lái cho công ty hay là mình làm tư nhân ạ? Tài xế riêng em ạ. Làm tài xế riêng là mình có xe riêng không anh, hay là mình lái cho người khác à? Lái cho, nói chung là chạy cho sếp. Dạ rồi. Hiện tại là mình ở đâu, mình là ở đâu vậy anh? Hiện là đang quê là ở Khánh Hòa, mình chạy trên Lâm Đồng. Rồi giới thiệu thêm giùm em điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh điểm yếu à? Dạ đúng rồi. Điểm mạnh kiểu mình có biết nấu ăn không, rồi tính tình của mình như thế nào, những cái kiểu gì anh? Tính tình thì vui vẻ và
Điểm mạnh là biết nấu ăn. Dạ rồi, biết nấu ăn. Còn điểm yếu thì cách nói chuyện nó hơi không được, nói chung là cách nói chuyện là nó không không biết cách nói chuyện đi. Ừ, là nói chuyện chưa có trau chuốt lắm đúng không anh? Rồi. Rồi mình chủ động chia sẻ thêm giùm em xíu thông tin nữa nha. Tại vì em thấy anh hơi ít nói á. Mình có gì thì mình chủ động giùm em. À rồi, hồi đó như là mình có trải qua cái mối tình nào chưa anh? Rồi mình quen nhau như thế nào? Rồi tại sao mà mình chưa có tiến tới xa hơn được á? Thì cái chuyện này là mình có rồi, nhưng mà rồi mình chia tay rồi. Tại mình nói chung là trải lòng của mình là mất niềm tin về phụ nữ, nên mình muốn đến với chương trình để mình tìm hiểu thêm một tí nữa. Là mình có tiến tới hôn nhân không ạ? À? Hay là mình chỉ quen nhau bình thường thôi anh? Tiến tới hôn nhân rồi, xong người đó nói chung là đi ngoại tình, mình bắt gặp tại trạm rồi mình làm đơn mình ký luôn là xong. À rồi mình kết hôn được mấy năm anh? 3 năm. Dạ mình ly hôn lâu chưa ạ? Năm 2020, 3 năm. Rồi, là mình bắt gặp tại gần luôn ha anh, xong rồi mình đi hôn luôn, không có hòa giải hay gì hết anh? Không, tại vì mình ấy nghe đồn rồi, tại vì mình đi làm ăn á, đàn ông mà. Đi làm ăn thì mình cứ muốn kiếm tiền thôi, nhưng mà trong lúc mà mình làm ăn mà thua lỗ á, về nghe những câu chuyện đó mình không tin. Rồi bắt gặp tại trận thì nói chung là đàn ông lúc đó mình, nói chung là không còn cảm giác gì nữa. Dạ rồi. Đầu đầu đó. Dạ, vậy hôm nay mình đến với chương trình đó thì mình muốn tìm một người phụ nữ như thế nào ạ? À? Mình chia sẻ giùm em là cụ thể là ngoại hình, rồi tính cách, nghề nghiệp, cũng như là tuổi tác với lại cái vị trí mà anh muốn tìm bạn nữ luôn á. Ở khu vực nào á, chia sẻ giùm em ha. Thì biết bao giờ cho tìm được, duyên đến thì mình nhận thôi. Thì nếu mà chương trình thấy hợp á, thì chương trình tạo điều kiện cho gặp mặt thôi, chứ cơ giờ mình không có muốn là cái kiểu mà theo đòi hỏi. Ừ, dạ rồi. Mình dạ tìm bạn nữ thì tuổi tầm bao nhiêu được anh? Thì bà từ 30 đó, nói chung về chương trình thấy hợp là được rồi. À, nhưng mà nó phải có một cái độ tuổi cụ thể á, để em dễ tìm cái người phù hợp với anh á. Tại vì khi bên chương trình thấy hợp nhưng mà đối với anh lại không thích như vậy thì sao? Nên là mình phải trả lời kỹ một xíu, tại vì chương trình sẽ ghép dựa trên những cái mong muốn của mình á. Thì mình tuổi tỵ thì mình cũng ước là mình 96, 97, mà sợ nhỏ quá. À, nói chung là từ 97 trở lên bằng tuổi mình đúng không? Lớn hơn mình 1-2 tuổi được không anh? Lớn hơn thì sợ người ta không chịu. À, dạ rồi. Và nói chung là nhỏ hơn hoặc là bằng tuổi anh thì ok đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Ủa anh ơi, cho em hỏi là anh sinh năm mấy vậy anh? 1989. Bạn nữ thì công việc gì cũng được ha anh, miễn có thu nhập ổn định là được rồi ha. Cái công việc ổn định là được, tại bên anh là công việc ổn định rồi, tại nghề nghiệp không thể nói ra được, tại làm cho người lớn á, nên là không thể tiện mà mong chương trình giấu dùm. Thì lên mình cứ chia sẻ của mình là làm công việc là mình làm tài xế vậy thôi, mình cũng không có cần chia sẻ rõ là làm cho ai đâu anh. Đúng rồi. Bạn nữ đã từng ly hôn nếu như mình có được không ạ? Nếu mà được hết ấy, tại vì người ta hiểu trải lòng, người ta biết sống với mình là được rồi, cần gì hết. Dạ rồi. Anh làm mình kết hôn vậy là mình có bé nào cho anh? Một bé nữa với mẹ. À, sinh năm bao nhiêu anh ha? 2008. Bé sinh năm 2018 á. Bạn nữ ly hôn này á, nếu như mà người ta đang nuôi con cũng được không anh? Con là họ nuôi rồi, họ có họ cưới chồng rồi. Ừ, thì hồi nãy em hỏi là bạn nữ ly hôn á, có con được không á? Được hết á, tại vì mình thương mẹ thương con luôn mà. Dạ rồi, ok anh. Rồi chiều cao đồ ngoại hình có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Em thấy cho hợp với anh được rồi, được cái sale, đủ sale là được rồi. Anh cao 1m bao nhiêu anh ha?
Dạ. Anh cao 1 mét bao nhiêu ạ? 1m76. Dạ, cao 1m76. Rồi, mình có tài lẻ gì không anh? Có ca hát được không ạ? Chào anh. Mình có ca hát gì được không anh? Tài lẻ. Ca hát không được, mình chỉ biết nấu ăn với làm việc trong gia đình, phụ việc là làm việc gia đình thôi. Ừ, nhưng mà khi mà nếu như mà mình được vào vòng trong á thì mình cũng phải có cái sự giao lưu với bạn nữ, chẳng hạn như là mình hát tặng bạn nữ một vài câu hát, hoặc là mình có thơ hay là cái gì đó mình tặng thêm cho bạn nữ nha anh. Ừ, nếu được vào vòng trong á thì mình chuẩn bị thêm giùm em nha. Ok, hết Ừ, giờ đó. rồi ok, cảm ơn anh ạ. Ừ, phần cách mình xong rồi á, nếu như mà mình được vào vòng trong Để chủ yếu là coi cách nói chuyện như thế nào á. Dạ. À, giờ mình thể hiện lại họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, tên đầy đủ là Huỳnh Ngọc Khang Hy nha. Khang Hy hả? Hy dài, Khang Hy. Ồ, tên đẹp nhỉ. Rồi. Rồi nghề nghiệp của mình là gì, quê quán ở đâu? Dạ, nghề nghiệp em là giúp ảnh ạ. Nhiếp ảnh. Mình sinh năm mấy vậy? 92. Dạ, 92 ạ. Rồi, nhiếp ảnh rồi, hiện tại nhiếp ảnh đang ở đâu nè? Dạ, là ở Vũng Liêm ạ. Vũng Liêm là Vũng Tàu quá hả? Vĩnh Long đúng không? Dạ. Ở ở Vũng Liêm. Rồi. Em ơi, mình kiếm góc mình ngồi cho nó ổn định một chút xíu được không? Dạ, chị chờ em chút xíu, chỗ này tín hiệu nó hơi yếu. Dạ, em ra đây ạ. Dạ, chị nghe rõ không ạ? Rồi, ok, ổn rồi Alo. nè. Bây giờ mình chia sẻ tự tin, nhanh nhẹn giùm chị ha. Điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em như thế nào? Dạ, nói chung thì tại vì gia đình cũng ít cho đi chơi, cho nên là nói chung là cũng ít bạn bè, cho nên là đường tình duyên của em thì cũng hơi lận đận chút xíu còn về điểm mạnh thì đa phần thì giao tiếp thì nói chung thì em giao tiếp thì cũng tốt, và về phần nghệ thuật như là văn thơ và bên ca hát đồ này kia thì em khá tốt ở phần đó. Alo, chị nghe không ạ? Nghe. Rồi khá tốt, vậy làm luôn nè. Dạ. Làm luôn đoạn bài hát hay gì coi nè. Hát. Dạ, yeah, em xin hát một đoạn ở trong ca khúc Và Ngày Đầu Đó. Em xin hát vào phần điệp khúc là dạ. Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi, ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên anh đã từng yêu người. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng, ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao ngày sau. Ok, Dạ. ok rồi. Hát cũng hát về đi cô gái được rồi em. Sao mà không có hát tặng cô nào hả? Dạ, nói chung thì tại vì một phần á là gia đình của em á là sống có thể nói là tại vì sống cùng ông bà đó, cho nên là không phải là chỉ có anh chị và cha mẹ không, cho nên là một phần là khi mà cha mẹ đi làm việc đó, thì em phải ở nhà em trông ông bà nữa, cho nên là không có thời gian rảnh lắm ạ. Ủa rồi bây giờ thì sao, thời gian có chưa? Dạ, nói chung thì hiện tại thì em buôn bán thì tại nhà, cho nên là em đăng ký thì để nói chung là thật sự là chỉ để cầu may thôi, còn thời gian thì em cũng chưa biết là có đi được hay không nữa, tại vì cũng phải sắp xếp. Mi hỏi đi Mi. Rồi trước giờ là chưa quen ai hết hả Hy?
Dạ thật sự thì lúc trước thì em cũng có đăng ký lên chương trình và chị đó cũng có mời em đi lên Sài Gòn. Thì lúc đó thì em không có thời gian rảnh thì em đã từ chối. Và em có lên trên Facebook và vô nhóm Tìm Mà Quốc Phương đó, thì có một bạn gái đó ở cùng tỉnh với em, cho nên là ở gần, cho nên là em đã hẹn gặp và cũng có mối tình kéo dài mấy tháng. Tìm bạn bốn phương. Dạ rồi. Hình như là dạ hình như trang đó hình như giờ là không còn nữa chị ạ. Quen được mấy tháng? Dạ em nhớ chính xác hình như là đâu khoảng 4 tháng. Quen được 4 tháng ở ngoài luôn á hả? Dạ quen ở ngoài. Quen tại vì nói chung là tụi em cũng yêu xa, chỉ gặp nhau độ cuối tuần thôi, cho nên là có thể là người ta nói xa mà cách lòng, mà có thể là tại vì mình không dành tình cảm cho người ta nhiều quá, cho nên là bạn gái đó có một người bạn khác phía sau lưng em, cho nên là em không chấp nhận được, cho nên là chia tay. Nhưng mà em bận đến mức độ là em không có thời gian để tìm kiếm hạnh phúc cho mình hả em? Dạ thật sự thì không phải là cái thời gian mà em làm việc em bận đến mức độ vậy, mà là tại vì cái thời gian là nói chung là gia đình của em á, có thể nói là nó cũng có một chút là ảnh hưởng của còn dư lại của kiểu phong kiến chút xíu, cho nên là nói phong chung kiến là dạ, phong kiến ví dụ là có thể là cái nhà là truyền từ đời này qua đời nọ, thì nói chung là con cháu phải ở đó giữ gìn, rồi nói chung là chăm sóc ông bà đồ này kia vậy đó, chứ nói chung là không có được cái khoảng tự do cho lắm. Đến nỗi em ví dụ một cái như hồi nãy giờ chị thấy là đến nỗi một cái góc riêng để phỏng vấn riêng với chị cũng không có, tại vì gia đình em là ăn chung ngủ chung sinh hoạt chung, không có phòng riêng. Chị hiểu em, em nói tức là cái riêng tư. Vậy, nếu mà em lấy vợ về thì vợ em ở chung với em cũng phải như vậy á hả? Dạ, nói thật ra thì nếu như mà vợ em có vậy, hay là em ra đường sống với vợ em tại một cuộc sống riêng và gia đình riêng cho bản thân mình. Dạ, thì nói chung thì gia đình em thì nói chung là ruộng đất cũng nhiều. Nếu như mà xây một căn nhà riêng cho hai vợ chồng thì cũng không phải là không thể, ở cạnh nhà thôi, rồi có thể chạy qua chạy lại thường xuyên đang chăm sóc cho ông bà cha mẹ cũng được. Ý em không phải ý em nói là không phải là em phải bắt vợ mình phải tuân theo những cái của mình. Nếu như mà có chuyện gì thì vợ chồng cứ ngồi xuống bàn bạc với nhau, nếu như mà vợ chấp nhận thì thấy mọi chuyện cũng im xuôi cả thôi. Dạ cũng khó em, tại vì bây giờ con gái thời buổi bây giờ người ta cũng khác hồi xưa rất là nhiều, không phải phong kiến và người ta cũng không thích cái sự gia trưởng nhiều. Rồi bây giờ vậy nè, em mong muốn bạn gái như thế nào nếu mà em tiến với chương trình để chị biết chị kiếm cho em? Có thể là sẽ có những người mong muốn được như vậy. Dạ, nói thật thì bạn gái thì nếu nói là người ta có một câu nói là tốt gỗ hơn là tốt nước sơn, quan trọng là đẹp ở trong tâm lòng của mình, tâm hồn của mình đẹp là được. Cho nên là chỉ cần một người phụ nữ là biết lắng nghe, biết chia sẻ, và một phần nữa không phải là em tìm bạn gái là để đi chơi với mình hay là để khoe với bạn bè là mình có bạn gái hay gì, mà là để có một người hay mà lúc mà mình buồn có thể ở sau lưng chia sẻ, an ủi, cảm thông với mình, bao nhiêu đó là đủ. Rồi ngoại hình thì sao, em mong muốn bạn gái cao mấy bao nhiêu? Nói về ngoại hình thì thông thường thì em thích bạn gái cao khoảng 1m5 mấy. Em cao thì khoảng 1m74. Em mong muốn một bạn gái cao khoảng ngang vai em. Ồ, em cao 1m74 à. Ngon đấy. Rồi. Rồi, còn về nghề nghiệp thì sao? Em mong muốn bạn gái như thế nào? Dạ, nghề nghiệp thì vô tư là sao cũng được ạ.
em lo được cho bạn gái nếu bạn gái thất nghiệp được không? Dạ, nói thật là em mong muốn là bạn gái mình ở nhà chuyên, nếu được có việc làm thì tốt, còn không thì cứ ở nhà nội trợ. Thì em nghĩ có một câu nói của ông bà rất là hay, thì người ta nói là rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp cù khen ngon. Thì nói chung là miễn vợ chồng đồng lòng với nhau, nếu bạn gái ở nhà thì tề gia nội trợ cũng được rồi, chứ không nhất thiết là phải có công việc ổn định mới được. Còn như em vậy thì chị nghĩ chắc em mong muốn bạn gái là phải ở Vĩnh Long giống em hả? Dạ, nếu như mà em không có đòi hỏi là vị trí của bạn gái là ở đâu hết, nhưng mà nếu ở gần thì sẽ tốt, tại vì em có thể tiện gặp mặt hơn. Còn nếu ở yêu xa, ở khoảng thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam thì sao? Dạ, nếu mà ở trong phạm vi miền Nam thì được, nhưng mà em không mong là bạn gái ở phạm vi ở ngoài miền Trung hoặc miền Bắc. Ok. Rồi dạ. Về tuổi tác cho chị biết là em mong muốn tuổi tác bạn gái như thế nào, cho chị con số nhất định. Dạ, nói về tuổi tác thì em xin nói về năm sinh đi ha, tại vì thông thường thì có người ta nói tuổi âm tuổi tây, tuổi tây tuổi ta đó. Thì em sinh năm 92, thì em mong bạn gái của em á, thì nếu mà lớn hơn á, thì chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi, là sinh năm 90. Là thông thường thì người ta có một câu là nhất gái lớn 2, nhị trai lớn 1. Cho nên em mong là nếu mà lớn hơn em thì chỉ lớn hơn 2 tuổi thôi. Còn như là nhỏ hết đúng không? Là được hết đúng không? Dạ nhỏ nhưng mà cũng đừng có nhỏ quá. Nói chung là phải trên 18 tuổi. Rồi ok. Rồi đây là một buổi phỏng vấn bỗng ngàn hò thôi. Nếu mà em được lựa chọn vào chương trình đó thì... Rồi mình giới thiệu về bản thân của mình giùm em ha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp nha. Rồi Mình tên Nguyễn Minh Dương, sinh năm 1994. Mình quê quán mình là ở Phú Yên, hiện tại mình đang làm đầu bếp ở Phú Yên luôn. Mình đầu bếp nhà hàng hay là mình đầu bếp cho quán ăn, mình tự mình làm chủ vậy bạn? Nói chung là mình làm để nhà hàng ạ. Cho mình cái tên nhà hàng của bạn ha. Nhà hàng Vườn Chuối. Là mình đầu bếp chính hay đầu bếp phụ hay là như thế nào vô? Nói chung là mình làm bếp chính ở đây ạ. Rồi ok. Ở ngoài đó không có ai sao mà phải lên tham gia chương trình vậy vô? Nói chung là mình không có thời gian nhiều. Vậy là lên chương trình để nhờ chương trình tìm chứ mình không có thời gian tìm hiểu hả? Đúng rồi. Rồi vậy thì chương trình bây giờ chương trình tìm rồi về có thời gian tìm hiểu không? Có chứ. Thấy người ta không? Nói chung thì mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ thời gian chứ. Nhớ nha. Để mất công mà bạn gái bạn mang vốn được tôi nữa. Là ông không có thời gian để chăm sóc được tôi mà chăm sóc tôi mà sao mà ghét ha. Dạ. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu mình xíu đi vô. Nói chung điểm mạnh của mình thì mình không hút thuốc mà không nhậu, nói chung là cũng ít đi chơi. Còn điểm yếu của mình thì mình hay cái là được hay nóng tính. Có chịu phải nóng tính nhất Dương làm gì, đánh người không hay sao? Nói chung là khi mình nóng thì mình hay im lặng, khi mà mình giận một chuyện gì đó là mình hay im lặng và mình hay muốn một mình cho thoải mái thôi. Hay im lặng thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi còn ngoài tập đó ra thì còn cái gì xấu không, điểm yếu không? Nói chung là không. Rồi ủa mà Dương sao Dương? Dạ. Có mấy mối tình rồi, kể chi tiết những cái mối tình đó, quen bao lâu, lý do vì sao hai bạn chia tay? Dạ, nói chung thì em cũng có hai mối tình chị. Một mối tình là lúc em năm 22 tuổi, là quen cũng được 4 năm, và sau đó chia tay. Và mối tình thứ hai là quen cách đây cũng được 2 năm. Quen 4 năm mà lý do chia tay là do gì? Nói chung là do gia đình bạn gái thôi. Mình cụ thể giùm chị đi vô. Là bạn
gia đình bạn gái nào mà mình phải chia tay bạn gái vậy? Nói chung là do gia đình bạn gái, là lý do là lúc đó là mình cũng khó khăn, mình chưa có gì sự nghiệp gì hết, nên là người bên gia đình gái là không đồng ý cho mình thôi. À, là không cho mình quen bạn gái thôi. Đúng rồi. Và cái mối tình thứ hai là nó cũng tương tự giống như vậy luôn. Là lúc đó là bao nhiêu tuổi mà chưa có sự nghiệp, đến bây giờ thì mới có? Lúc đó năm đó 22 tuổi. À, là ba độc thân bao nhiêu lâu rồi? Em độc thân cũng được 3 năm rồi chị, 3 4 năm rồi đó. Ừ. Là lúc đó mình chưa làm nghề đầu bếp đúng không? Nói chung có, nhưng mà lúc đó là nói chung là công việc nó bấp bênh, còn bây giờ là nó đã ổn định rồi. Ừ. Rồi. Bây giờ mình mong muốn cái hình mẫu như thế nào nè? Nói chung là một người con gái thì mình thì cũng không quan trọng là người đó xinh hay đẹp gì hết cả, nói chung là gọi hình ưa nhìn là được. Ưa nhìn của em khác ưa nhìn của chị. Bây giờ em cho chị cụ thể đi. Ngoại hình cao bao nhiêu, rồi hở tóc tai gì như thế nào? Nói chung là tầm khoảng 1m60 đến 1m65. Em cao bao nhiêu vậy vô? Dạ em cao 1m72 chị. Ok. Rồi cô đó như thế nào nữa? Thì nói chung là em muốn quen những người cô gái là thường, rất là một là miền Nam hoặc là miền Trung hoặc là miền Bắc, còn miền Tây là em không thích. À, không thích miền Tây rồi, loại miền Tây. Rồi còn gì nữa nè? Độ tuổi thì sao? Nghề nghiệp như thế nào? Thì nói chung là độ tuổi thì tầm con 25 cho tới từ độ tuổi từ 25 cho tới bằng độ tuổi của em. Ừ. Nói chung là cái còn cái nghề nghiệp thì em cũng không quan trọng lắm. Thì nói chung là phụ nữ thì bây giờ nói chung con ai cũng có công ăn việc làm hết cả, riêng hết cả chứ không phải là không. Ừ. Rồi, thì bạn nữ ở xa em có bạn nữ ở xa xíu thì ok luôn đúng không? Dạ ok chị. Tại vì thường thường là tại vì em làm ở đây là tại vì một tháng là em được 14 ngày. Ừ. Ok. Rồi mình điểm nào mình không thích ở người phụ nữ cho chị 3 điểm đi. Nói chung là điểm em không thích người phụ nữ là ăn chơi là một này. Cái thứ hai cấu gắt với là cấu gắt. Ừ. Và cái điểm thứ ba là đi đi mà không nói là em không thích ba điểm đó. Đi đâu ngoài cũng phải nói. Ừ. Bản thân em đi có nói không? Có chứ chị, ví dụ em đang đi làm vậy, ví dụ bữa nào em đi chơi bạn bè, hôm nay đi chơi về chắc hơi muộn xíu, em cũng phải nói trước là đóng cửa chứ khi nào về thì gọi. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Dạ rồi chị. Ừ. Mới có 2 điểm mà. 3 mà chị. Ừ. 3 rồi hả? Ăn chơi và cấu gắt và đi không nói đó. Ừ 3. Rồi. Rồi mình còn nhu cầu gì nữa không Hải? À, quên Dương. Dạ không chị. Ừ. Rồi thì em biết hát hò gì không nè? Nói chung thì hát hò thì em cũng thỉnh thoảng đó chị, chứ cũng không hay hát lắm. Ừ, ở đây cũng không phải là The Voice hay cái gì hết. Chủ yếu là đây là điểm cộng của người thôi. Thì em có thể hát một hai câu gì đó để góp vui cho chương trình ha. Nói chung là tự vì em cũng ít khi đam mê hát lắm chị, nên là cái giọng em hát thì nó cũng không ấy chứ lắm, nên là em cũng không muốn hát chị. Nhưng mà khi mà lên chương trình thì em làm gì để tỏ tình, hoặc là bạn gái hát thì chẳng lẽ em từ chối bạn gái? Thì nói chung là lúc đó mà cái bạn gái mà yêu cầu thì em sẵn sàng mở lòng thôi. Ừ, còn giờ thì không hát đúng không? Rồi thôi vậy thì cứ chuẩn bị đi ha. Dạ. Ừ. Rồi buổi casting của em thì đến đây kết thúc ha. Tại vì giờ tụi chị cũng đã ghi nhận hết rồi. Nếu như mà có người phù hợp thì tụi sẽ liên hệ lại, tụi sẽ tại vì nó lại tại sẽ còn vòng 2 nữa rồi mới được lên sân khấu. Ừ, nếu mà được chọn thì em vòng 2 em sẽ gặp một biên tập, nói chuyện một một với nhau thì dễ trao đổi hơn. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn em ha. Em có thể rồi cuộc gọi với chị rồi. Dạ rồi.